Dạ em Khoa xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em Khoa nha các bạn. Thì hôm nay em lên video hơi trễ là sáng giờ em lu bu công việc quá. Tại vì hôm qua mọi người ủng hộ em nhiều quá, ủng hộ em tới 5 xe lần, em rất là vui. Thì hôm nay để tiếp nối và chia sẻ niềm vui vậy đi, em lên cho các bạn là 3 mẫu xe nha. 3 mẫu xe, cấu hình thì phân khúc tầm trung thôi, giá cả cũng tầm trung, dễ tiếp cận, giá thành rẻ, khoảng tầm 5 triệu hơn xíu. Là chúng ta sở hữu một con xe là khung nhôm 3 dĩa 7 líp, cấu hình là tương đối là ổn trong phân khúc giá, và chất lượng xe thì cũng ok nữa. Tại vì xe bên em bán ra là em bảo hành tới 12 tháng lận. Giờ em vô em review chi tiết từng xe nha các bạn. Thì đây là mã Kara. Khung là khung hợp kim nhôm nha các bạn. Nước sơn này là nước sơn zin luôn. Con này nhìn còn rất là mới nè. Đây là em sẽ quay thành ngang cho các bạn coi nè. Nước sơn còn rất là bóng luôn nè. Sơn zin nguyên bản nha các bạn ơi, chứ không có dặm tốt gì đâu. Đây là ống xéo. Xe mà có tình trạng như thế nào thì em Khoa sẽ báo đầy đủ cho các bạn luôn, chứ không có giấu giếm lấp liếm gì cả. Như mấy chỗ này nè, xe bãi Nhật về á thì không thể nào mà thoát khỏi là trầy xước rồi các bạn ơi. Những chỗ trầy em Khoa có làm màu đen lại, và em Khoa chấm lại, tô điểm nó tí xíu, bỏ thời gian chút xíu chạ, làm cho con xe nó đẹp hơn, tươm tắt hơn, để quý vị về á là vận hành luôn, không có phải suy nghĩ gì cả về ngoại hình lẫn chất lượng xe luôn. Con xe này thì cực kỳ mới luôn nha, cái má phay niền nó còn đẹp luôn nè các bạn. Má phay thường thì những xe mà ít chạy á, các bạn thấy cái má này nhìn rất là còn dày, còn cái vệt đen này luôn nè. Niền là niền xé gió bản cao nè, của Kara nè. Về cặp vỏ là vỏ zin theo xe luôn nè các bạn ơi, còn cặp vỏ zin luôn. Thông số vỏ là 700x28 nha. Thì xe này các bạn có thể thay từ 23 đến 42 bình thường, quan trọng là cái khoảng cách độ hở của cái hàm này thôi. Nhưng mà con này em khuyên sau này các bạn chạy vài năm có cần thay vỏ thì nên lựa chọn những cái vỏ mà thông số tương đối phù hợp cứng với xe là 23 nè và 28, là hai thông số vỏ đó là vô xe là sẽ đẹp nhất. Tại vì cái dáng sườn này, cái độ hở nó vừa phải thôi, đi những vỏ 23, 28 nhìn nó rất là đẹp và gấu nữa, chạy tốc độ cực kỳ cao luôn. Con này là có cái hàm thắng phanh cuộc, hay còn gọi là hàm thắng ba mảnh đó các bạn. Bóp nhìn rất là cứng cáp và lực luôn nè các bạn, thấy không? Nên em lên cho các bạn ba mã là đều là hàm thắng ba mảnh hết luôn, chạy cho nó sướng đúng không? Xe này là các bạn có nhu cầu á, mà không thích đi cái dạng mà touring tay ngang đường phố này, muốn nâng cấp lên road bike, dòng xe road á, thì liên hệ em Khoa, em Khoa sẽ nâng cấp lên cho các bạn luôn. Mấy xe này thì thường là nâng cấp vô tư luôn, tại vì hàm phanh cuộn mà nó với rod không khác gì nhau, khác mỗi tay ngang với ghi đông cuộc thôi. Đó là chia sẻ của em Khoa cho các bạn biết thêm một tí về xe nha. Xe mà các bạn muốn chạy nhà mà đang hàm thắng rơi này mà muốn nâng lên thì cứ nâng thoải mái vô tư đi. Cọc yên nhôm nè các bạn ơi, tay mở cũng là nhôm nè. Quay thành đứng, quay từ từ chi tiết từng xe luôn. Pedal là pedal nhựa với neo xe nè. Xe bảo dưỡng hết rồi, canh chỉnh hết rồi, về là vận hành ngay. Đạn con bi chớn đồ này kia nói chung là mượt mà hết luôn. Củ đời là củ đời của nhà Shimano nè các bạn, thấy không? Líp là líp 7 tầng líp nè. Về đùm, con này có một cái rất là đáng tiếc nè các bạn. Con này tự nhiên đi từ trên xuống dưới là đa số là phụ tùng nhôm hết luôn. Tự nhiên lọt vô cái ông đùm sắt thấy ghét thì các bạn. Nhưng mà đùm này là đùm zin theo xe, cấu hình này là cấu hình zin nguyên bản theo nhà sản xuất. Các bạn nào mà chạy sau này đi, thí dụ con xe này em chia sẻ lại các bạn báo giá luôn đi, em bán lại cho bạn 5.500.000 đi. Thì sau này các bạn muốn mà nâng cấp lên đùm bạc đạn hay là đùm gì cũng được, muốn nâng cấp đùm nào như theo ý mình cũng được, về sau này nâng cấp thoải mái luôn. Tại vì con xe này mọi thứ hoàn hảo đẹp hết luôn, mỗi cái đùm sắt thôi, đùm sắt với đùm nhôm nó cũng như nhau, bộ ruột như nhau, khác mỗi cái vỏ đùm. Đó là chia sẻ với em Khoa cho các bạn một xíu về xe nha. Đây là phần ghi đông bô tăng đây, còn rất là nét và đẹp đúng không các bạn. Bao tay thì em Khoa thay mới rồi. Đây là về bộ cái phục trước nè,
còn rất đẹp và bóng óng ánh luôn đúng không các bạn. Cam là cam chì, zin theo xe. Cam trên thị trường hiện tại chia ra làm hai dạng nhé các bạn, cam chì và cam inox, hai loại đó các bạn thấy phổ thông, tại vì những con xe phân khúc tầm trung đa số thì xài những cam hai dạng đó thôi, cam chì với cam inox. Trục giữa là trục giữa bạc đạn nha các bạn. À, đùi đĩa nhôm nè, nhìn nó có cái khí nhìn rất là đẹp, có cái đẹp và đặc trưng riêng đó các bạn. Đức sơn rất là mới, đây là mã số 1 nha. Em Khoa chia sẻ lại cho các bạn với giá là 5.500.000 bao gồm cả phí ship nha. Mấy con xe này thường phải bán tầm 5.900.000 trở lên, thị trường có thể tầm 6.000.000 hơn, nhưng mà hôm qua em vui quá bán được 5 chiếc này, chia sẻ tiếp cho các bạn 3 xe giá rẻ nữa. À, các bạn mua ủng hộ em tiếp nha, 5.500.000 bao gồm cả phí ship, giao hàng tới tận nhà luôn. Quên nữa, còn được tặng nữa các bạn, tặng 4 món ăn chơi nha, đèn trước đèn sau giá đỡ nước cặp trắng bùng lỡ nha. Còn đây là mã xe số 2, thì xe này ở cái mức độ hoàn thiện nó gọi là phải tầm 85%. Tại sao gọi là 85%? Tại vì hiện tại em chưa lắp cái yên và chưa cắt dây đời và bấm đầu cáp. Em nôn quá em lên chia sẻ cho các bạn luôn để các bạn tham khảo xem cho vui nha các bạn. Mã này là mã con này là em Khoa chia sẻ thiệt luôn. Con này là con xe nó dạng giống Netto các bạn. Mà em thấy màu đen, đen thui, thùi lùi à. Nhìn nó không có tem nó nhỏ trên đây nè. Cái em thấy dáng đẹp quá. Cái em sơn lại bên chi viên Niron 7 luôn. Đó, tại vì Niron 7 nó cũng đi đồ cột à. Mấy hôm trước em có lên vài con Niron 7 á. Các bạn tham khảo ở mấy video cũ ở dưới đường link mô tả của em nha. Xe này được cái nó đi thắng đẻ luôn nè các bạn ơi. Siêu nét luôn. Đó. Xe tầm giá phân khúc phổ thông thôi. Con này em chia sẻ lại các bạn với giá là 5.900.000 nha. Đi thắng đẻ nè. Mayer nhôm nè, đùm nhôm nè. Vành là vành xe gió nè. Vành bản cao này quăng xe cực kỳ trớn luôn. Đây là về phần đùi đẻ nè. Dây nhợ rồi em Khoa chưa có cắt dây để bấm đồ cát nè. Đang trong quá trình căn chỉnh để cho ngon mượt mà nhất có thể. Đây là củ đề Tuny nè. Củ đề Tuny Zin xe nè. Xe thì đã dặm lại khung sườn hết rồi, nên là ngoại hình thì không còn gì phải nói nữa, rất là đẹp các bạn ơi. Ngoại hình thì siêu đẹp luôn. Sơn này cũng có vài anh gọi điện thoại nhã ý hỏi muốn nhờ em Khoa sơn giùm, mà thì em Khoa cũng xin phép xin lỗi mấy anh em luôn, là tại vì hiện tại số lượng xe bên em đang quá tải làm không kịp, nên là em Khoa chưa có nhận hàng ngoài được. Mong các anh mấy anh hoặc là mấy chú mấy bác thông cảm cho em Khoa nha, hiện tại em chưa có nhận được. Đó. Sơn cái sườn này nếu mà tìm trên Sài Gòn cũng khó đó các bạn ơi, cũng phải tầm tiền triệu trở lên người ta mới nhận, nếu mà sơn lẻ một cây. Sử dụng tay bấm xả 3 dĩa 7 líp luôn nè. Nhìn rất là gấu, xíu nữa em sẽ lên cho bạn coi mà con xe thực tế của con này nguyên bản chưa sơn nha, chứ không phải xe xấu xe nát gì em bỏ đi sơn đâu nha. Chẳng qua là cái màu nhiều khi em thấy nó không có được đẹp, mà thường mấy xe em sơn lại khách hàng rất là thích, tại vì tới ô tô tầm vài trăm triệu vài tỷ khách hàng sơn lại mà, chứ không hồ gì xe đạp. Đầu tiên là phải đẹp trước đã đúng không, thời này là thời ăn no mặc đẹp chứ không còn ăn ngon em Khoa xin lỗi, ăn ngon mặc đẹp chứ không còn thời ăn no mặc ấm nữa nha các bạn, nói đạo lý mà cũng bị dắt nữa các bạn ơi. Mã này em chia sẻ 5.900.000 bao gồm cả phí ship, giao hàng tới tận nhà luôn. Em Khoa có hai hình thức, một là giao nguyên xe, hai là đóng thùng, cho các bạn dễ lựa chọn luôn, đủ hình thức luôn nha. 5.900.000 giao hàng tới tận nhà các bạn luôn. Xe thì siêu đẹp, về là vận hành luôn, xe được bảo hành tới 12 tháng lận đó các bạn ơi, được tặng thêm 4 món ăn chơi nữa. Xe có trục trặc gì thì cứ alo em Khoa hỗ trợ hết cho. Còn đây là mã số 3, mã này là mã chết. Con này zin của nó là con rì tinh hợp các bạn nè, tại vì cái dáng phụt nó ngầu ngầu giống như nè, em thấy nhìn nó giống mấy con chết quá, em cho đi sơn lại chết luôn. Nói chung thường là những con xe em cho sơn là một là dáng đẹp, hai là cái màu em không thích, em cho đi sơn chứ không có xe xấu xe nát. Nếu mà xe xấu xe nát sao đồ nó đẹp vậy được các bạn, đồ đẹp như vậy không thể nào xe xấu xe nát đâu, chỉ có đẹp và đẹp thôi, sơn lại để làm đẹp hơn thôi. Bên em thì không có xe xấu. Về nước sơn thì em quay chi tiết từng ngóc ngách cho bạn coi nè. Sơn xịn đàng hoàng các bạn ơi, nó mới bóng và óng ánh như vậy. Nếu mà sơn điểu thì làm sao mà làm được vậy các bạn.
đúng không? Nếu mà Sơn chỉ có vài trăm ngàn thì sao làm được giống vậy? Sơn chạy chữ ta đàng hoàng mà, y chang Vin luôn các bạn ơi. Tại vì em bán thì em chủ yếu là em muốn chia sẻ đến khách hàng những gì thực tế và trải nghiệm thực tế thôi, chứ em không thích nói xạo lừa lọc khách hàng. Tại vì lừa là lừa được có một lần thôi à, chứ không có lừa được nhiều lần. Thì xe có tình trạng sao thì báo vậy. Về ngoại hình con này sơn lại rồi, còn về kỹ thuật vận hành im máy bao chạy luôn các bạn, bao cho các bạn chạy luôn. Xe này thích hợp cho một quý vị nào có chiều cao từ 1m58 trở lên đi đẹp, con này là 1m60 đi trở lên đi, đi cho nó nhìn ngầu lòi và đẹp nha các bạn. Tại vành xe gió nhìn lên cao quá, nhìn dáng nó gấu cực kỳ luôn. 5,9 triệu nha. Còn này hôm trước em lên chia sẻ mọi người là em bán 5,9 triệu, nay vui quá mọi người ủng hộ nhiều quá, bán 5,5 triệu luôn, bao ship tặng nhà luôn nha, bao gồm cả phí ship, phần ghi đông bô tăng đó các bạn ơi, ghi đông bô tăng nhôm. Cái mối hàng vảy cá nhìn rất là chắc chắn và đẹp luôn nè các bạn. À, nhìn rất là dày dặn và cứng cáp, y chang mối hàng ở khung sườn luôn. Trục giữa là trục giữa bạc đạn nè các bạn ơi, siêu nhẹ, bảo dưỡng rồi, bao chạy bao xài luôn á, bao chơi luôn. Xe mà chạy thường chỉ có quay lại tìm em là tìm thêm mua thêm chiếc nữa thôi, chứ không có tìm mà phản hồi mấy vụ lặt vặt đâu các bạn ơi. Đùm là đùm nhôm luôn nè, đùm nhôm của nhà Joy Test luôn nè, niền là niền xe gió lỡ nè, vỏ là vỏ zin theo xe luôn nè, cặp vỏ này đi sướng. Hàm phanh cuộc, hàm phanh ba mảnh nè, nhìn rất là cứng cáp và chắc chắn nè, hàm phanh nhôm trắng, phản quang sao nè. Thì ba xe này em nay em lên video tới đây thôi, em chia sẻ mọi người ba xe nha, là 5,500,000 bao gồm cả phí ship nè, 5,900,000 bao gồm cả phí ship nè, còn này là 5,500,000 bao gồm cả phí ship nè. Chứ con này thắng đĩa mà lệch có mấy trăm ngàn thì quá rẻ các bạn ơi. Dáng nó cũng ngầu, nó đi cặp vành xe gió này nhức nách luôn các bạn ơi. Giờ em sẽ cho các bạn em mời các bạn lên tham quan shop của em Khoa nha, coi con này là từ con nào mà biến hình ra nha các bạn. Mời các bạn đi theo chân em nha. À quên nữa, sẵn tiện đây em Khoa giới thiệu cho bạn những con chuẩn bị ra lò nha. Đây, ray treo đây, chuẩn bị bạn kỹ thuật viên bên em Khoa sẽ ráp lên và bảo dưỡng. Con xe này bạn thấy dáng dữ không các bạn? Bánh 29 inch, siêu vip siêu nét luôn. Còn đây là mã double danger. Double danger thường nó sẽ có cái dạng sườn làm hơi quái quái hơn người ta xíu các bạn, dẹp bè bẹ nó đủ hình hài á. Mang double danger nó làm dáng sườn đẹp lắm, nên là em hay bỏ đi sườn két đồ giống như con retin nộp á. Phuộc nó làm cũng dạng dạng đùa bự giống vậy nè các bạn ơi. Xe đẹp hết rồi chứ không có xe xấu đâu, tại em Khoa thích đổi màu á, mà thường thì mấy xe đổi màu em Khoa đi cực kỳ nhanh luôn. Mình lời ít xíu, mình đem lại giá trị cho khách hàng, tại vì khách hàng thích đẹp mà ngầu nữa mà. Đình lớp của anh là con này em Khoa quay lại các bạn nhìn chịu không nổi luôn á, còn cam mây luôn nữa các bạn ơi, siêu đẹp luôn. Con xe này phải gọi là ăn tiền luôn á, siêu đẹp siêu đẹp. Mấy này chuẩn bị lên sàn, các bạn nhớ ấn theo dõi em Khoa nha, để đón chờ video mới ra mỗi ngày nha. Mỗi ngày em cố gắng ra video ít nhất là một video, khung giờ em Khoa hay ra là 10:30 đó các bạn, nhớ theo dõi em Khoa đi. Tiếp tục nữa nè, có con xe hợi các bạn ơi, Toyota lần đầu tiên mới có luôn á. Toyota này thường hiếm lắm, cái dáng sườn nó cũng đẹp lắm. Toyota đàng hoàng luôn, Toyota xịn của Nhật. Để em mới mua 100 cái thùng nữa các bạn, em giới thiệu với các bạn luôn, chuẩn bị em đóng gói em giao hàng cho các bạn bằng những cái thùng để nó sẽ nhìn chuyên nghiệp hơn. Tại thường em đi hàng trần không mà để dở cho khách, nhưng mà em đi thùng em sẽ cố gắng có một cái video để hướng dẫn quý khách hàng để lắp lại nguyên xe và căn chỉnh cơ bản luôn. Để em coi cái con mà ui da đồ nhiều quá các bạn ơi, cái con đây nó nằm ở đây các bạn ơi, đây nha các bạn, thắng đĩa trước nè nha, cái dáng sườn mà dẹp nè, ở đây tròn nè, là em thấy hàm phanh cuộc ngoài sau nè, em sơn lại bên chi nha, xe cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà mỗi tội nó tem ít xịt à, có một mình tem e đây à, với con đa phần kia nó cũng đang thui thù lùi. Em cho đổi màu luôn cho đẹp, đùm nhôm Joy Test nè, đúng kiểu luôn nha, không lệch kiểu nào được nha các bạn. Xe đẹp đang quay nè,
chưa cắt giấy vui thùng luôn à. Xe gì mà em Khoa bỏ đi xem lại á, chứ không phải là xe nát đâu nha. Em chỉ giải thích lại cho các bạn biết thôi, để các bạn thắc mắc nhiều khi tại sao em sơn lại nhiều quá. Tại xe đẹp thì muốn làm đẹp hơn đó các bạn ơi, sơn thì nó tốn tiền của em Khoa hơn. Chứ giờ các bạn giờ dục ra số tiền đó muốn bỏ đi sơn cũng đâu biết đâu sơn đâu đúng không? Chắc chắn không biết rồi. Sài Gòn mà kiếm chỗ sơn chỗ này cũng thua luôn. Các bạn có thể hỏi thử ở những nơi mà sơn xe máy xe ô tô đó, không bao giờ nhận sơn chỗ này đâu. Khó lắm. Với lại phải biết mã nữa, mình phải lên mã cho người ta thiết kế nữa. Thì video của em Khoa tới đây cũng khá dài rồi. Em Khoa xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.